Xin chào các bác, hôm nay ngày chủ nhật, chúc các bác một ngày chủ nhật vui vẻ, khỏe và có nhiều món ăn ngon bên gia đình. Hôm nay thì có mấy anh em đến chơi, hôm nay Sơn nó bảo thèm ăn gỏi cá, hôm nay là món gỏi cá, nên Sơn nó đang chế biến. Lòng tí làm gì? Không, em cứ để đấy, cho vào cái luôn xong bến này. Tí lọc thịt à? Đi ăn à? Ăn khô. Có. Thế cái phần thịt cá được tách ra đây rồi. Kia là tí là nấu chua. Còn gia vị để món này, để ăn với món này thì các loại rau. Là sung này. Nhiều cái lá trong này nữa. Có phải riêng là sốt. Hay để món này vào anh nấu trước. Hả? Ừ, phải rán qua một tí đi chứ. Đây là món cá nấu chua các bác nhé. Đây. Trong này thì tôi thì đang rán cá. Còn ngoài này thì Sơn thì đang chặt con ngan để nấu gì nhỉ, nấu chua, nấu xấu, om xấu. Thế em Hiếu nó có đi xuống dưới kia đâu? Hả? Bảo nó lên đây. Nó nhỏ ấy. Hả? Sao lại đánh? Có thì quay lại đi, có sâu đấy. Đây nè, không được đánh nhau chứ. Vào nhà mà ở đi. Gập ô lại đi. Đó. Đi chưa? Đi rồi, còn đi. Say. Quá say. Hôm nay này, uống lại. Yếu đấy. Còn nhiều nữa. Thấm à? Đủ dây không? Lấy tiếp. Nghe còn xương, sao vẫn còn tí chứ? Đó. Không còn đâu. Cái này là không.
không có xin đăng được rồi. Ừ, có mấy cái đi béo thôi. Ăn rồi. Không. Ăn ít nhỉ? Đất. Ăn nếm thôi. Ăn nếm, ăn no chết ạ. Còn cái ảnh chụp tay ấy đoán dâu có thứ nữa chụp thằng Mai Ngọc Hà đúng rồi, Lâm Sơn ờ đây các bác món cá gỏi đây. đây toàn bộ loại rau xung quanh này, rất nhiều loại rau mà nhiều loại rau không biết tên, còn rau rừng mà uống xong rồi. Hôm nay Sơn còn thiếu vị gì nữa không? Cá này là đủ đầy đủ gia vị hết à? Là chung. Chung có ấy. Lá vả gì? Lúc nãy em bảo lá vả to to đấy rồi. Lá chung. Lá chung đấy. Lá chung đây còn gì nữa? Mình gọi là lá chung. Lá vả. Đấy. Ngoài đây mình gọi. Kinh gọi là chung mà. Đấy, kinh gọi là. Biết rồi, mình gọi là lá chung đấy, lá chung, nhưng mà người Kinh thì gọi là đấy lá vả. Còn đây là lá chung. Đây là không. Chẳng. Lá vả nó to là... cái bàn tay ấy. Đấy, mình sẽ ngược lại. Gọi ngược lại mà. Lòng chung như lòng vả.